Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị các bạn quay trở lại với kênh Cường Lãng Toyota. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5 rồi. Thì cũng thời gian qua thì Cường cũng bận rộn một số công việc cũng như giải quyết một số cái xe đi đăng ký cũng như là bàn giao cho khách hàng nên không có thường xuyên ra clip được. Thì ngày hôm nay em xin phép là sẽ cập nhật những cái mẫu xe mà mới về tại Toyota Tân Cảng và sẽ cập nhật thường xuyên nhất và đều đặn nhất sẽ mỗi buổi sáng hàng ngày nha quý vị. Thì trong buổi sáng hôm nay thì em xin phép là giới thiệu với quý vị bạn cái mẫu xe ngay phía sau em đây. Là mẫu xe Colorado 1.8G đời 2016 nha quý vị. Xe này là mới màu ngoại thất là màu bạc này, mang biển số thành phố và option được trang bị rất là nhiều luôn nha. Thì clip này em xin báo giá cũng như là review quay chi tiết đánh giá về mẫu xe này để quý vị bạn có thể là tiện theo dõi cũng như là có thể là nếu mà ưng ý có thể lựa chọn một cái mẫu xe này là mẫu xe gọi là đi rất là ít này, 2016 mà mới chạy chỉ khoảng tầm 14.000 km thôi. Và option cực kỳ nhiều. Và Altis là một cái mẫu xe mà phải nói là em cũng rất là thích. Về thứ nhất là về cái thiết kế bên ngoài nhìn rất là trẻ trung và cái gì đó nó cũng gọi là tạo lên thương hiệu của Toyota. Và thứ hai nữa là về cái độ vận hành của động cơ 1.8 này với công nghệ axit thì cho chúng ta cái cảm giác mà đạp rất là vọt. Phải nói là trong là bốn chỗ của Toyota thì thậm chí là nếu mà như theo gọi là đánh giá cá nhân của em ấy, thì cái dòng Colorado cho chúng ta cảm giác lái gọi là đã nhất, cảm giác rất là bốc nha quý vị. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần đánh giá chi tiết cũng như là giới thiệu về giá và mẫu xe Colorado 1.8G 2016 này nha quý vị. Xin mời quý vị các bạn. Vâng, thưa quý vị thì Colorado thì được Toyota được định giá nằm ở phân khúc hạng C, nằm ở giữa Vios và Camry. Đối với Vios thì có gì đó một cái thiết kế nó đơn giản và phổ thông. Thì khi lên cấp Altis thì có gì đó nó sẽ trẻ trung hơn. Chứ không gọi là so với Camry, mà Camry cái đời mà cùng thời điểm này ấy, thì Camry nó sẽ có gì đó nhìn gọi là phải là dùng cái từ gọi là nó hơi phù hợp những người đứng tuổi hơn một chút. Còn Altis thì sẽ phù hợp những người gọi là thanh niên, trẻ trung và phải nói là mê cái cảm giác mà máy mạnh, không yêu cầu quá rộng rãi và cũng không yêu cầu quá về cái sự gọi là lịch lãm. Thì Colorado là một sự lựa chọn cực kỳ khôn ngoan và phù hợp. Rồi chúng ta đi một vòng này thì đối với bản Altis 1.8G này á, thì hệ thống đèn của nó là trang bị hệ thống đèn halogen nha quý vị. Chiếu gần, chiếu xa là halogen phản xạ đa hướng này. Đèn sinh nhan, đèn vị trí. Phía dưới có đèn gầm. Bởi vì xe chạy rất là ít nên về đèn thì phải nói là nhìn còn rất là mới luôn. Và màu sơn như em Cường thấy ở đây thì sơn zin còn khá là nhiều, phải lên tới khoảng cái tầm trên 90% nha quý vị. Đó, người chủ nhân là người ta có gắn thêm cái chữ Discovery này, tem Lamborghini để dán cho vui thôi. Còn option về bên hông thì có phải nói là cũng khá là nhiều nha quý vị. Có lẹp chân kính này, dán phim, che mưa, chén cửa, ốp lượn xe. Thực tế là cái xe này phải nói là đúng chạy chuẩn 14.000 cây nha, rất là liền mạch. Chưa hề có vết sơn này, các vị có thấy từng cái đường chỉ ở phía bên ngoài thôi, rất là đẹp rồi. Sẽ quay tổng thể quý vị coi. Cái xe này thì mới về bên em mà chưa dọn dẹp gì hết nha. Nhưng mà về nói về chất lượng xe thì gọi là chảy xước ở đây thì em gần thấy như gần như là không có luôn. Đây, phía đuôi xe thì nó trang bị thêm cái đuôi cá này cũng như là kiểu Oppo độ lên Oppo đôi nhìn cũng khá là thể thao luôn. Có logo, dán thêm cái logo TRD thể thao này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lại một vòng nữa, chúng ta xem từ cái bánh xe đi. Em sẽ quay cố gắng quay hết sức chi tiết để quý vị các bạn có thể là tiện theo dõi và nếu mà quý vị các bạn có thể là lựa chọn thông qua cái video của em luôn. Đó là điều mà em hướng tới sau cùng. Thì tất cả những video của em sẽ cố gắng quay thật là chi tiết. Đó, đây mâm là mâm rin này, tuần thứ 28/2016 này. Chuẩn 14.000 cây nha, cái gai lốp rất là dày như quý vị đây, thấy không? Khoảng nửa một cái đốt ngón tay của tụi em luôn. Mâm này không có hề vết cấn. Đó. Cái mâm này chúng ta sẽ cùng xem phần cửa. Cái phần cửa xe này thì thực tế chắc chắn 100% là không hề có đâm đụng, không gặp nước rồi.
treo chỉ còn nguyên zin này, táp lô khá là mới. Tí em sẽ quay phần nội thất. Cửa bên cửa sau bên tài, keo chỉ ốc át là còn nguyên zin nha quý vị. Đây có thêm cái lắp bình xăng này. Đây cũng là một cái lốp zin luôn, toàn cũng là tuần 2018. Tuần 18 2016 nha quý vị. Gai lốp rất là dày. Đẹp biển số này. Rồi, chúng ta sẽ bước qua bên bánh bên sau bên phụ. Đó, bộ có lốp rin. Và cái vành này chưa hề có vết cấn luôn nha. Tính toán người chủ nhân người ta đi cũng rất là kỹ và không hề bị cấn lề. Đây, xung chỉ. Cực đẹp và liền mạch. Không có một, em chưa hề thấy có một cái lỗi nhỏ trên cái xe này luôn. Đó, cửa phụ này. Cực đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng em sẽ mở cái cốp sau này. Chúng ta có thể xem về cái phần cái bánh sơ cua. Nếu tầm này chắc chắn em nghĩ bánh sơ cua chưa thể rớt đất được. Và luôn nắp capo. Đây quý vị thấy này, phía sau này. Cái nỉ của nó rất là mới luôn. Còn khá là thơm. Vâng, đây bánh sơ cua này. Bánh sơ cua cũng là tuần 2018-2016 luôn, bộ đồ nghề, con đội. Các bạn thấy là cái thành nó còn cực kỳ liền mạch, cực kỳ đều luôn, không có một lỗ nhỏ nha. Đây, quay cho phần gầm xe này. Nó gầm xe quý vị thấy. Không hề có bị sập hầm sập hết gì hết nha. Đây là tấm lắc của nó này, thì màu đây là màu bạc là 1D4. Xe này sẽ lắp ráp tại Việt Nam nha quý vị. Nhà máy Toyota tại Vĩnh Phúc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào khoang nội thất. Thì cái xe này người ta ít đi nhưng mà có thể là sử dụng hơi dơ cái này, nhưng mà ghế này thì bên em khi mà làm đảm bảo khi dọn dẹp cũng như là đánh bóng quy trình Marukuri thì đảm bảo sẽ như ghế mới. Quý vị thấy cái độ căng của nó này rất là căng, nhưng mà cái xe này thì hơi dơ. Đây em sẽ lổ máy. Cực kỳ ngọt, động cơ 1.8 Coronatis. Màn hình phía trước là màn hình hiển thị TFT. Màn hình này là 4 inch. Số km thực tế này 14.432 km. Phải nói là một cái xe cực kỳ cọp nha quý vị. À, cái này chủ nhân người ta đã độ bô rồi, thì tiếng bô nhìn rất là giòn, nghe rất là đá tai nha quý vị. Phần phía gương này, chỉnh điện, gập điện này, tích hợp đèn báo rẽ. Đây là nút cảm biến, nhấn tắt cảm biến nha quý vị. Trên vô lăng thì chúng ta cũng có như là chỉnh các chế độ này, hay là tăng giảm âm lượng. Có cái đầu CD này, cái đầu là đầu CD và đầu DVD quý vị. Chúng ta sẽ mở đĩa CD, kết nối đàm thoại thành tay. Rồi nghe radio ha. Còn điều hòa đây là điều hòa tự động rồi này. Ghế đây ghế cũng là ghế chỉnh điện 10 hướng nha quý vị. Chỉnh điện khá là thú vị. 2016 mà ghế đã chỉnh điện 10 hướng là khá là ok rồi. Thì đây trong bọc trần có nó bọc trần ly lông luôn này. Xe này thì chưa có trải sàn Sibeli nhưng mà được có 4 bộ trải sàn cao su. Đó là một điểm cộng cũng khá là đáng kể. Vô lăng thì ôi thôi rồi, cực kỳ mới luôn. Cái xe này cũng xe tôi mua từ Toyota dân cảng luôn nha. Vô lăng tặng theo này. Thăng tay cũng như là cần số chuẩn chất 14.000. Xe này cực kỳ đẹp và nó không thể đẹp hơn được. Và với mức giá cũng cực kỳ yêu thương, chỉ 610 triệu thôi cho chiếc Corolla Altis chạy siêu lướt này. Trang bị 6 loa. Đây, 6 loa làm 2 loa trên tay này. Hay là hai bên, 2 loa dưới là 4. 2 loa sau là 6. Rồi bây giờ em sẽ mở cái khoang động cơ nha quý vị. Em sẽ để máy lổ và mở khoang động cơ cho quý vị coi. Thì chiếc Corolla Altis này sử dụng khối động cơ là 1.8 lít. Đua VVGI. Đua xi lanh 16 van này. Đây về cái phần nắp capo quý vị thấy là keo chỉ và ốc át còn rin 100% luôn. Xe cực kỳ đẹp, không một lỗi. Cái xe này chỉ còn
khoảng cái tầm vài hôm nữa thì bên em sẽ làm hoàn tất và đưa ra hoàn tất gói Maru, là đưa ra trưng bày để chào bán quý vị các bạn. Thì nếu mà quý vị các bạn quan tâm mẫu xe này thì hãy liên hệ cho em Cường Lãng qua số điện thoại là 0979 393635, thì em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là có thể là báo giá lăn bánh chi tiết cũng như là cái chương trình khuyến mãi đối với mẫu xe này. Xe này là 2016 nên chúng ta vẫn có thể vay được ngân hàng nha quý vị. Biển số là mang biển số thành phố rồi này, lúc nãy em có nói ở đầu clip ạ. Đó. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, đây là Coloratis 2016 màu bạc, biển số thành phố và ODO là 14.000 km nha quý vị. Giá chào bán là 610 triệu. Dạ vâng, thì em xin cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ạ.